Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay Việt Nam đã chính thức tham gia và ký kết thực hiện 14 hiệp định thương mại FTA, trong đó có những FTA thế hệ mới với tiêu chuẩn và chất lượng rất cao như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA. Đây là cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, nhất là đối với các mặt hàng nông thủy sản cũng như những mặt hàng Việt Nam vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. Sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, các doanh nghiệp ngành nông thủy sản Việt Nam đã nhìn nhận và tận dụng được những cơ hội mà Hiệp định này mang lại. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các đối tác trong CPTPP cũng đạt mức tăng trưởng cao trong 3 tháng đầu năm 2021 như Canada tăng 13,7%, Australia tăng 17%, Chile tăng 25,6%, Mexico tăng 12,7% và New Zealand tăng 35,1%. Riêng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, điều đặc biệt là xuất khẩu sang các nước khối hiệp định CPTPP tăng mạnh tới 34%, trong đó Australia tăng 105%, Nhật Bản tăng 25%. Mặc dù ngành thủy sản còn đối mặt nhiều thách thức, tuy nhiên nếu biết tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại, ngành thủy sản có nhiều cơ hội để phát triển. Năm 2021, dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ khả quan hơn rất nhiều so với năm 2020 nhờ tác động tích cực từ các FTA mà Việt Nam ký kết. Bên cạnh các cái thuận lợi, những cái cú hích để tạo cho các doanh nghiệp chúng ta tăng cường cái thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU và các thị trường CPTPP, thì bên cạnh đó thì có một số cái yếu tố mà theo chúng tôi các doanh nghiệp đang cần phải quan tâm hơn để chúng ta ngày càng tăng trưởng cái kim ngạch xuất khẩu vào thị trường này. Đó, thứ nhất là chúng ta cần phải tăng cường tìm hiểu và nắm bắt các cái thông tin của các cái hiệp định mà chúng ta đã ký kết, cũng như thế là các doanh nghiệp thường xuyên có cái truy cập vào trang web của Bộ Công Thương để tìm hiểu, nắm bắt được cơ hội thị trường trên các bảng tin của Bộ Công Thương. Từ năm 2010 đến nay, ngành thủy sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn trở ngại. Đầu tiên, sự khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động mạnh đến xuất khẩu của doanh nghiệp thủy sản, khiến ngành chế biến thủy sản gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận bị sụt giảm, khó khăn tài chính đè nặng lên doanh nghiệp. Sau giai đoạn khủng hoảng kinh tế, ngành thủy sản Việt Nam bắt đầu hồi phục và đạt kỷ lục vào năm 2018 với kim ngạch xuất khẩu gần 9 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số đánh dấu mốc vàng son cho ngành thủy sản Việt Nam tính tới thời điểm hiện nay, góp phần xây dựng ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia cung cấp thủy sản lớn nhất trên thế giới. Để tiếp tục trụ vững vị trí mà ngành thủy sản Việt Nam đã giành được, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tận dụng tốt các cơ hội từ các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết trong thời gian qua. Cái thích ứng của các doanh nghiệp Việt Nam theo cái nội dung của hiệp định này thì nó còn hơi chậm. Bởi lẽ là cái cùng với không phải là chỉ có cái Việt Nam tham gia cái này mà các cái nước mà tới 11 nước hiện nay tham gia, thì trong một nước mà đúng ra nếu như mà Mỹ họ không rút cái lui khỏi hiệp định này thì nó là cái việc mà tham gia vào cái cung ứng cho cái hiệp định này của thủy sản nói chung và của các người nói riêng nó thuận lợi hơn. Vì tôi nghĩ tương lai là Việt Nam sẽ thích ứng dần với cái hiệp định này. Thực tế là vấn đề là cái hiệp định đó thì Khánh Hòa phải vẫn tham gia và xuất khẩu hàng hóa nó ổn định, là dĩ nhiên nó cũng có những cái tồn tại nó vướng mắc, nhưng đó là liên quan về vấn đề chất lượng, về cái truy xuất nguồn gốc, thì là Khánh Hòa chúng tôi đã triển khai tốt chống cái khai thác bất hợp pháp IUU. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, ngành thủy sản Việt Nam hiện nay có gần 700 nhà máy quy mô công nghiệp và hàng trăm cơ sở sản xuất gia đình quy mô nhỏ, gắn liền với sinh kế của hàng triệu nông ngư dân trên toàn quốc. Trong ít nhất 20 năm qua, với nguồn lực nội tại của chính mình, ngành này đã vươn lên top 4 các quốc gia sản xuất và cung ứng thực phẩm thủy sản hàng đầu trên thế giới với những mặt hàng có giá trị và uy tín cao như tôm, cá tra, cá ngừ và là top 10 các ngành hàng mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn hàng năm cho đất nước. Thủy sản Việt Nam được xuất khẩu đi 160 thị trường trên thế giới, trong đó top 6 thị trường chiếm từ 78 đến 83% kim ngạch xuất khẩu là Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành thủy sản vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như quy mô sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng,
cơ cấu ngành thủy sản chưa hợp lý, hệ thống hạ tầng còn yếu kém, thiếu đồng bộ, vốn đầu tư cho hạ tầng thủy sản còn thiếu, tổ chức sản xuất chưa hiệu quả, chất lượng và giá trị gia tăng của ngành thủy sản còn thấp. Vì vậy, việc tận dụng tốt các hiệp định, trong đó có hiệp định CPTPP mà Việt Nam đã ký kết, rõ ràng là một lợi thế của ngành thủy sản trong thời gian tới. Bởi vì nếu mà sự thay đổi đấy chậm hoặc là không đầy đủ, hoặc là theo một cái cách thức mà nó lại không mang lại hết được cái thuận lợi cho doanh nghiệp Việt, thì doanh nghiệp Việt cũng sẽ không thể có được tối đa hóa những cái thuận lợi, tạm gọi là năng lực cạnh tranh. Thì bởi vì ngoài cái năng lực cạnh tranh liên quan đến vấn đề về thuế, về đưa hàng hóa đầu tư ra các nước trong khu vực CPTPP, thì ngược lại cũng có những hàng hóa mà tương tự có thể cạnh tranh với chúng ta về Việt Nam. Đấy là những cái mà chúng tôi thấy rằng bên cạnh chuyện thuế thì thay đổi một số những quy định trong cái môi trường kinh doanh liên quan đến vấn đề với các quy định pháp luật hiện hành theo cam kết cũng là một cái mà cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng sẽ cam kết là cùng đồng hành với chính phủ, với các bộ liên quan. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là hiệp định quan trọng, mang lại nhiều kỳ vọng nhất cho ngành thủy sản khi có thêm các cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu vào các thị trường rộng lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản. Thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở rộng thị trường xuất khẩu được coi là một chiến lược dài hạn nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp thủy sản nói riêng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực, nâng cao năng lực sản xuất xuất khẩu và cạnh tranh, đồng thời giúp doanh nghiệp Việt Nam cọ sát hơn nữa với thế giới bên ngoài, có điều kiện để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế mới của mình trên trường quốc tế.